Khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 8, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B18999 đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên xe khách đang chở 34 hành khách lưu thông hướng thành phố Phan Thiết đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe lưu thông đến km 5, đoạn qua xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thì bốc cháy ngùn ngục. Phát hiện sự việc, tài xế lập tức cho xe vào làn dừng khẩn cấp và tri hô cho hành khách tháo chạy khỏi xe. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn bộ thân xe. Rất may tất cả hành khách đều xuống xe an toàn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt, tuy nhiên vụ cháy đã khiến toàn thân xe bị cháy trơ khung. Vụ việc còn khiến giao thông tại khu vực xảy ra sự cố bị gián đoạn. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, giao thông khu vực trên cơ bản đã thông thoáng. Lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang túc trực tại hiện trường để điều tiết giao thông. Ngày 20 tháng 8, tin từ Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh tập trung truy bắt đối tượng cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn. Vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại khu vực chợ Đường Cái, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Trích xuất camera an ninh cho thấy một nam thanh niên trùm kính mặt mũi, mang theo búa, nhanh chóng đập vỡ tủ hàng trưng bày và hốt một số nữ trang rồi tẩu thoát. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ nên những người có mặt tại tiệm vàng không kịp phản ứng. Theo thống kê, trị giá tài sản bị mất khoảng 90 triệu đồng. Trưa ngày 20 tháng 8, lực lượng chức năng vẫn đang xác minh nguyên nhân vụ cháy xe tải trên đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ. Trước đó, sáng cùng ngày, xe tải đang lưu thông trên đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng từ tỉnh Bình Thuận đi tỉnh Đồng Nai. Khi đến km 94+700 xã Sông Nhạn, thì tài xế bất ngờ phát hiện mùi khét bốc lên từ đầu xe nên tấp xe vào làn khẩn cấp, thoát khỏi xe và gọi báo lực lượng chức năng. May mắn sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm xe tải hư hỏng nặng. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, tính đến trưa ngày 20 tháng 8, ở Hà Nội có một số điểm ngập úng do mưa lớn. Ghi nhận cho thấy có nhiều điểm bị ngập dẫn tới phương tiện di chuyển khó khăn như phố Trần Cung, Hoàng Quốc Việt, Phan Văn Trường, Nguyễn Xiển, Triệu Khúc, khu vực chung cư Eco Home 123 và Bệnh viện E, đại lộ Thăng Long khu vực cầu chui số 3, số 5 thuộc địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội. Do mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã ứng trực ở các khu vực có nguy cơ ngập úng cao như phố Vĩnh Hưng, đường Tam Trinh, chân cầu Vĩnh Tuy, dốc Thụy Khuê, dốc La Pho để kịp thời vớt rác thải, đặt biển cảnh báo hướng dẫn giao thông, giúp người dân đi lại an toàn. Theo công ty này, tại các khu vực cống cũng đã được điều tiết, trạm bơm trong hệ thống sẵn sàng hoạt động để bơm hút tiêu nước, hạ mực nước trên các sông. Ngày 20 tháng 8, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khuya ngày 19 tháng 8, tại đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy, khiến một người tử vong và ba người khác bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại Công an thành phố Hà Nội. Tại thời điểm trên, nam thanh niên N, sinh năm 2004, quê Nghệ An, cùng một nam thanh niên khác đi xe máy. Khi tới trước đoạn số nhà 773 đường Giải Phóng, đã va chạm với xe máy chở hai người, gồm H, sinh năm 2004, là binh nhất, và D, sinh năm 2002, là hạ sĩ, cùng ở Hà Nội, là chiến sĩ công an nghĩa vụ. Hậu quả, H tử vong tại chỗ, ba người còn lại bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng, trong đó có một xe máy gãy cả phần cổ xe. Ngày 20 tháng 8, Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ vận chuyển súng đạn trái phép trên địa bàn. Trước đó, Công an huyện Sơn Hòa phát hiện một nhóm đối tượng di chuyển từ khu vực rừng Bốn Tiếng thuộc xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa về trung tâm xã Phước Tân, có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, nên đã triển khai lực lượng bám sát. Qua đó, lực lượng bắt quả tang Kabak Lơi, sinh năm 1969, trú xã Đất Bằng, huyện Karongpa, tỉnh Gia Lai, đang tàng trữ một khẩu súng AR-15 cùng 6 viên đạn. Còn Kabak Gen, sinh năm 1994, trú xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, Rô Ô Vương, sinh năm 1991 và Rô Ô Đương, sinh năm 1993, cùng trú Gia Lai, mỗi đối tượng đang tàng trữ một khẩu súng hơi.
Công an huyện hoàn tất hồ sơ và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền.